Đây, mình sẽ chọn single player. Ở đây mình sẽ đấu với lại 8 nước, 8 nước ở chế độ khó nhất luôn. Đây, 8 nước ở chế độ khó nhất. Maximum 8 nước và mình để ngẫu nhiên hết. Ở đây mình chọn nó là Korea, nước Hàn Quốc. Mình sẽ chọn màn. Sẽ chọn cái màn này. Ok. Đây. Mình bắt đầu vào game. Ok, đây, mình sẽ chọn lại các nước, nó yêu cầu mình chọn lại các nước. Xin để khó như thế này. Ok, bắt đầu vào chiến. Ưu điểm của nước Hàn đó là xây tốc độ xây nhà rất là nhanh, và nhược điểm là đam nó hơi yếu và giáp nó cũng yếu luôn. Để nuôi chó để chống mấy bọn FBI nó vào nó ăn trộm. Anh chọn nhà. Đây. Mình sẽ cái cờ này để cho có năng lượng nữa. Chọn tiền không được hả? Tôi đi đâu cũng gặp chó hết ta. Dạ, nó chạy rồi. Vô ăn trộm tiền, thằng này nó có khả năng ăn trộm tiền. Mình khỏi còn phải mất công đi làm. Nó làm giàu không khó. Construction option. Building. Construction complete. Unit ready. Ready to
mình sẽ nâng cấp cái nhà xe lên. Chúng ta còn thêm một cái thằng thằng này nữa, thằng kỹ sư nữa. Kỹ sư đâu nhỉ? Nếu như lính nhựa chúng ta cần tốc độ chậm thì ở đây chúng ta cần xài nhanh, xài nhanh để mà sản xuất ra nhiều lính hơn. Ok, đờ mở. Ghét nhất lũ khinh khí cầu, lơ là một tí là nó hốt cả tất cả cái nhà của mình. Ok, xây một cái lô cốt ở đây. Ok, lính như đây đã đủ rồi. Bắt đầu chiến. Vũ khí trong cái game này chính là xe xét ở của nước Nga, nói chung là của nước Cộng Hòa thì nó rất là mạnh, nhưng mà những cái nước đó thì tốc độ xây rất là chậm. Mình bắt đầu tấn công. Building. Unit 1. On hold. Building. Unit ready.
Đây là cái nhà chính của nó này, đập cho nó, mình đập cái nhà chính bể là nó sẽ không xây được nhà khác nữa. Lô cốt này khá là mạnh, nó chỉ thua sau cái lô cốt Eiffel với lại cái lô cốt của thằng Iraq cực xa. Mình chỉnh lại tốc độ của game, game khá là chậm. Ok, đồ này chơi khá là ổn không? Đã được một nước, mình đã đập xong một nước. Đây là cái nhà nâng cấp, cái nhà này có thể nâng cấp cái nhà lên để mà có thể mua được xe, những cái xe hạng nặng, xe hút dầu của máy của bọn Cộng Hòa. Lâu lâu các bạn cũng coi thì cái nhà mình nó có còn hay không. Nhiều lúc lo đánh giặc nó vô, nó đánh bể nào không hay. Ok, đã được thêm một nước nữa. Sang đập cái nước màu đỏ này. Xe lên cấp 3 nó cũng khá là mạnh và đánh khá là nhanh. Order mở. Có lính. Xe này nó không bắn được trên không. Là mình phải cho nó khỏi xây, đập cái nhà chính của nó trước cho nó khỏi xây nữa. Thì khi mà nó lên 3 sao, xe nó rất là nó trâu hơn xe bình thường.
Nãy giờ mình một đám mà vẫn chưa chết. Tốc độ càng quét nó rất là nhanh. Đây, cái tháp Eiffel đây. Nó rỉ một phát là một cái xe đai đó. Một cái xe ngấm liền. Mình sẽ thử nghiệm cái sức mạnh của cái tháp Eiffel này. Đấy, một phát mà. Và cái xe nó cũng sắp chết rồi mà. Sẽ bán bớt nhà đi. Để chơi được cái game này quan trọng lúc đầu bạn phải thủ thật là tốt, bạn phải thủ thật là chắc, không thôi máy nó đập bạn lên bờ xuống ruộng là khó để mà hồi phục lại được. Nhưng mà đã thủ chắc rồi là đánh nó sẽ rất là dễ, không gì khó cho lắm, chỉ cần mua lính thiệt nhiều nhiều là một cái là đánh ok thôi. Còn thêm mình còn ba nước nữa, một đây là nước màu vàng, màu cam như thế này. EDM ốc xét những lính đóng băng khá là để chống bom nguyên tử khá là hữu hiệu. Rồi có hộp đây, anh có những cái bí mật nằm bên trong. Đấy, rồi vừa mới cho thêm mấy cái bonus, mấy món đồ cũng vui lắm. Nhiều khi nó là tăng cấp hơn nữa. Chủ yếu là mình giết nhà của nó là nó tự động nó chết rồi. Cái thằng này nó rất là sướng, nó đánh lan, tốc độ lan của nó rất là đã, anh khác xung quanh chết hết. Nhưng mà với điều kiện nó phải tự đánh nó mới lan được, các bạn chỉ và nó sẽ không có lan được. Đó là nhược điểm của cái xe này. Ví dụ mình chỉ vào mục tiêu, nó không có lan, mình phải tự đánh. Xe này chết chết chết, rất là phê. Cái xe trâu nhất là chính là cái xe hút dầu. Cái xe này này cực kỳ trâu, max trâu luôn. Xe xét 3 sao phải 2 phát mới chết. Đấy, đến cả buổi nó mới chết được. Max trâu.
Ok, phải xong một nước, còn một nước cuối cùng. Ok, mà mình sẽ chơi, mình sẽ thử xây cái low code ở đây. Thế mình có cái low code này, ở đây mình sẽ không thể nào xây được ha. Khi ở web xây nhà nó không xây được, ví dụ như ở nhà mình xây được, nhưng mà ở đây mình không xây được. Đây, mình sẽ làm cái thủ thuật đây. Đấy, nó có thể xây được như thế này, khá là tiện ích. Mày lăng tăng. PC của mình đã lên 3 sao hết. Thiên hạ vô đối, bất khả chiến bại, độc cô cầu bại. Đánh xong trận này đi ngủ. Càng quét Max phê, phê hơn là sẽ xét. Đấy, mình sẽ mua thử cái máy bay mình thả chơi. Đây, ở nhà đã có cái máy bay. Đây, đã xây được mỗi máy bay. Đấy, thả. Thế là xong, hoàn thành. Khá là dễ dàng, không có gì khó cho lắm. Okay. Khi chơi xong thì có một bản anh hùng ca tiên dương, bạn đã giết được bao nhiêu thằng, mất bao nhiêu thằng, và xây được bao nhiêu cái nhà, và số điểm mình đạt được. Đương nhiên là mình đây là thắng hết rồi, phải thắng top rồi. Okay. Cảm ơn mọi người, mình là Cường Nguyễn Ti. Thì có gì góp ý các bạn comment dưới clip. Ok, cảm ơn.